Tin Thái Lan, hội nghị học hỏi và đóng góp cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ. Từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 7 năm 2018, Ban giới trẻ thuộc Văn phòng Giáo dân và Gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã tổ chức hội nghị tại trung tâm Mahatai Bataya, Thái Lan để học hỏi và đóng góp cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ sẽ diễn ra tại Roma vào tháng 10 năm nay. Tham dự hội nghị gồm 64 thành viên, một tổng giám mục, chín giám mục, 24 linh mục, hai tu sĩ và 28 bạn trẻ, đại diện 13 quốc gia: Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan, Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Indonesia, Việt Nam, Campodia. Đại diện Việt Nam gồm Đức Cha Du Xe Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tông Tòa Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Đức Cha Vero Nguyễn Văn Viên, Chủ tịch Ủy ban Giới Trẻ và Thiếu Nhi trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam, Cha Du Xe Lê Quang Việt, Thư ký Ban Mục Vụ Giới Trẻ thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam, Cha Phaolô Nguyễn Xuân Đường, Dòng Chúa cứ Thế, Cha Du Xe Nguyễn Thành Công và Chị Cecilia Ngô Ngọc Tú thuộc Giáo phận Sài Gòn. Đức cha Du Xe Hùng và Đức cha Phaero là hai giám mục được Hội đồng Giám mục Việt Nam chính thức đề cử đi tham dự Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm 2018 tại Roma. Thánh lễ khai mạc do Đức cha Joe Baylon chủ sự Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức cha mời gọi mọi tham dự viên hãy để Đức Kitô chạm đến và biến đổi để trở nên những người đồng hành với người trẻ Á Châu. Về nội dung, Trước hết, hội nghị lắng nghe tóm tắt ba tài liệu chính thức chuẩn bị cho thượng hội đồng về chủ đề người trẻ đức tin và việc phân định ơn gọi. Trong phần chia sẻ của mình, đức cha Duy Xe Đỗ Mạnh Hùng đặt vấn đề về sự cần thiết trong việc đào tạo và đồng hành nhằm giúp giới trẻ phân định và đưa ra những lựa chọn đúng đắn nhằm xây dựng tương lai bản thân cũng như đóng góp phần mình cho giáo hội đức cha phêrô Nguyễn Văn Viên đề cập đến một số thách đố căn bản mà giới trẻ phải đối diện trong thế giới hôm nay, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của giáo hội trong việc đồng hành cùng các bạn trẻ nhằm giúp họ diễn tả căn tính, đời sống và sứ mệnh đích thực của giáo hội trong môi trường sống của mình. Khởi đầu mỗi ngày làm việc của hội nghị là cử hành thánh lễ và kết là chầu thánh thể với hình thức cầu nguyện tay dê hội nghị kết thúc với chương trình giao lưu văn hóa của các quốc gia tham dự hội nghị